Hello anh em nhá. Cảm ơn anh em đã đến với kênh Sparta. Sparta chuyên A đây. Hôm nay mình sẽ quay full trận Red Zone nhá. Sao mấy thằng này có treo thế nhỉ? Chạy bắn đi chúng mày. Những người mình chưa mua băng đạn. Thôi để mình ra mua. Chưa mua cái băng đạn của zombie. Cứ hàng điểm mà. Đây cái này. Cái này mình hay quen mua mà, mỗi lần bắn bao nhiêu thời đạn mệt. Mệt người đó. Kiếm phòng nào đây? Phòng nào mới mới nhỉ? Đấy. Sói ca. Rồi mình tạo phòng mới được. Còn cho tạo phòng. Một con này. Hai con búp bê này. Ba búp bê này. Rồi, ok. Này nhớ nó qua rank nó chơi hết rồi. Cách nào thôi cho bạn này xin lỗi bạn này nhá. Burger sói ca. Có chơi không? Vào thôi nên mình sẽ chơi full trận nhá. Nên như mình còn mấy trận nữa là mình có được khẩu Spat này rồi. Spat này nâng cấp lên level 3 khá ngon. Vô nè. Gì đây? Bắn đây. Để xuống nước chưa? Biết khá sao mà. Nãy giờ có nghe không? Sao mày đánh táo? Mày bắn mang này làm gì đi xuống nước đây? Không mấy nước này mới nó lên level cho nhanh nha. Cua nè. Này chắc để tiêu đề. Mấy cua là bắt lắm. Hôm nay mình lỡ chắc là quá rảnh về map Red Zone này rồi. Cua này bắn tao gì? Mấy con này cứ ship tới. À, chết rồi. Mấy con nổ này nó bay nó khó chịu. Né ra bay liền. Bắn mấy cua này, ưu tiên bắn mấy cua.
con này. Không hết. Không biết đủ được điểm búp chưa hè. Được 9 mấy cái 9 cái à. 9 cái hơi ít nhỉ. Bom gặp bom mà cứ ship qua nhá. Để một máu. Chết rồi. Full giáp rồi. Phải chạy nhanh. Nhanh mới được. Ai này. Ai con nhân vật này bơm máu cả. Máu. Giờ khá nhiều. Bom dí được nhau nhà luôn à. 12 điểm. Cái đứng gần này giờ chắc. Nếu coi sau lưng mình có một bom hay sao. Mình thấy mất máu nhỉ. À thì ra mấy cua này. Nhanh nhanh nào, nhanh bắn nốt nào. Khi mình full điểm rồi, bắn như bot này lên thả khá nhanh này. Ôi giời ơi, mất máu rồi. Mà chết thì chết để nó có cái giáp. Trời nó khá nhiều. Con cua này. Có bot rồi, à, full điểm rồi, bay tới nha. À, lấy cái vệ tinh nè. Bay mất cái súng rồi. Đưa tao này. Nhắm cái gì ship tới đỡ nha. Còn có khá nhiều bạn chưa biết chơi map này. Mình không nói các bạn biết chơi nha, còn nhiều bạn mới tạo tài khoản. Nhiều khi chế độ này cũng chưa biết chơi. Mình cứ xuống nước còn mình ăn trước. Đủ điểm rồi mình lên bắn bóp. Còn này khi đánh rồi các bạn cứ nhảy lùi lại né. Vệ tinh tấn công mà như mình theo mình thấy là bạn nào có nhiều bình bơm máu này thì dùng cái vệ tinh, còn không mấy bạn mới tạo nick thì bạn nên dùng cái dịch chuyển nè. Nhưng mình chưa có chiêu dịch chuyển, tí nữa dưới bốn xong chắc à, mở ra chiêu dịch chuyển. Hầm chay này thì dùng skill băng cũng khá ổn. Con này lại gần bạn, các bạn ship mình nhé, chứ không nó lấy bắn súng nó tạt phát và mắc khẩu súng liền. Quay phút đạn mới căng cái bơm đạn nhỉ. Nó ship chế độ này không phải là ngầu bắn không là ngon nhá. Rồi trên thủ mình spam bot mới điểm ngày cuối chặt mới nhiều quá. Và bam bot ra càng nhiều càng tốt. Con assassin này mới đầu khi mình đam mình chưa có, mình đừng nên gọi con này nữa nhé. Rất là trâu á. Chiều mình đã được 20 súng rồi nên bắn nó cũng khá nhanh. Mình gọi wow, mày chọn con nào, mày chọn kia hay chọn tao? Mày đánh tao á. Mày búp A lên, búp A phun thằng vô hằng đạn. Mày đợi cái cục xanh đi là các bạn nhanh thủ nhắn A liền nè, gọi con này ra. Tăng tốc chục lên không. Mình là chủ yếu mình dùng cái vệ tinh. Dùng càng nhiều là số vệ tinh càng nhiều. Như mới đầu chỉ có hai cái vệ tinh. Con này làm gì? À,
chỗ này xanh ra rồi, các bạn bấm E liền, đỡ xanh. Đó, E liền. Lại gần các bạn ship rồi nhé. Đây, các bạn mới vào mà chưa có bình hồi máu thì nên dùng cái teleport. Khi mình nhấn F là nó sẽ găm một vị trí nó hiện thành thoi. Khi nó đánh bot nó đánh các bạn hết máu. Á. À, mình biết rồi, như mình quay mắt đợi 20 giây reset lại. Đấy, mày đánh tao. Mày đánh tao. Không cần ship mà nhảy được. Lùi nhảy. Hết sọt này. Rồi con kia để. Đây, nó dặn lại nhá. Bạn ép xuống là ghi một vị trí này. Đó, các bạn đánh bot này. Nếu bạn mắc máu, bạn ép lại này. Máu sẽ tự động hồi lên. Bot rồi, đây. Rất hữu ích nha, đỡ tốn mình máu mấy bạn mà mới chơi. Còn mình chơi lâu rồi, mình dùng cái vệ tinh nè. Dùng càng nhiều nó càng lên. Sát cư về giảm hồi chiêu. Oh, Assassin 29. Tao như nào như nào. Cỡ phút 27 là gọi được boss 2 sao rồi. Cái này như nó bắt gọi hơi bị nhiều boss. Nó được thẻ 2 sao này. Như con này là con tử thần ở bên vườn. Khu vườn mình sẽ đẩu skill về tinh đó. Mỗi phút đầu bắt được có 2 tiếng. Hồi nãy dí ta, những người mà đạp to nhất mà đạp to mà không dí ta mập thế nhỉ. Con nhân vật của mình khi mà chuyển về thái thiên thần A nó sẽ là hồi lên tất cả đồng minh, hồi máu tất cả đồng minh. Nhưng mình nhớ là còn 60 máu. Thôi mình xuống nước mình gọi cái giáp thì mình có cái giáp. Chứ có cái giáp nó lấy cái dài dùng được. Bắn được bóp 2 sao hả? Trời ơi, sao mày lại dí tao? Thôi nó xoay nhảy này. Nó nhảy này. Nó dí tao mình nhảy này. Tiếp này. Nhảy này à, bút lên cái năm bạn, các bạn có thể ship nha. Gọi con này hình như cái con cầm súng này, con boss này dễ ra thả, con long biêu rất dễ ra. Bắn các bạn ship tới, nó sẽ chạy tới, ship ra này. Được một thẻ á, ra một thẻ xin rồi. Con này bắn nghe khá chói tai nhỉ.
Các bạn gặp hôm nay các bạn cứ ngồi kịch chua ngồi xuống. Lại dính. Nó hên thế tà. Ngồi xuống. Đỡ mất máu hả? Thế nào? Có thể xuống nước đây, nước đi anh em, ship ra này, bắn gần là ship ra liền, lách liền. Con này nhìn nó ngu ngu thế ta. Mình nãy giờ mình bắn nhưng mà chưa được cái thẻ 3 sao rồi nhỉ. Assassin. Sao cái phòng này chả thấy ai dùng vệ tinh à, à có hai người à. Mình với bạn nhưng nó lại theo đuổi mình. Gọi khác lắm em. Ôi giời ơi. Lẽ liền. Sao mà dính à, mặc máu. Cái khẩu súng này đạn xong nó sẽ vứt một băng đạn nó gây nổ gây sát thương khá là to đấy. Bắn cái gì? Đã tiêu diệt nên xuống nước được chứ nhờ. Còn thẻ hai không? Long Biêu này, được con Long Biêu này. Rồi xuống nước. Rồi xuống nước ấy. Chờ bắn mấy con hai nó khá nhanh này. Kiểu như nó là cái bao cát. Ý cứ đứng im chỗ ship sao mà giết được. Chí mạng nếu mà có một cái skill lẫn hồi cái bắt booster đây cái fighting spree khi mình bị boss đánh nó sẽ hồi lại cái kỹ năng. Chuẩn bị nó bắn nổ ship tới được lắp bia tiếp. Cái giờ mình đó mèo cào cái gì chợ này không biết nó cho cái gì nhỉ.
Tip liệt. Xoay à? Nên nó không chọn. Dễ gì móc máu. Mình còn một thẻ V3. Con này đánh gì được một thẻ này. Hai thẻ V3 này. Nước này xuống nước lấy cái giáp nào. Con này bắt nước chiều. Ôi nó xoay chết. Chào thế nhỉ? Khá là chỗ đấy. Còn này dễ ra thẻ 4 này. Bắn chung. Không bao giờ bắn dính. Mày như sniper chân chính. Được mấy hòm rồi ta? Được 2 hòm 3 rồi. Hòm 3 chủ yếu kiếm đá quý thôi chứ. Sorry các bạn nhé. Con phi này nè. Vì bóng thì dễ gì mà ra được con đốc năm. Đốc năm phải săn thẻ không sao. Mười rồi thả bốn sao. Không thể nào nhờ. Chắc nó bắn. Mày thấy thật. Em không ra được thế đâu. Chỉ còn một thẻ nữa. Mình nghĩ là con assassin. Ấy luôn quá, biết ngay. Nhưng họ sẽ gọi long biêu chứ không assassin. Biết long biêu dễ là thẻ. Biết đã bắn này ra nó cũng thẻ. Này xanh đẹp nhỉ. Level 2 nó sống quá à. Xong.
các level thì nó màu hay sao? Ôi, đi nào. Sáu con, thêm con này nữa là 7. Thì bắn con này nhanh hơn này, này bắn lâu thì em nào đi đi xuống nơi. Một con à, lắm thế. Long view bơm con lên ngàn đam này. Nhà này bắn đi. Bốt 2 nhá. Ok luôn mà nghe. Giờ bắn con 2 sao khá nhanh. Mình được 60 đam AK rồi. Còn được bao nhiêu? Khoảng 20 phút rồi. Mở khóa. Đây để tôi mở cho. Tôi có khá nhiều. Nhanh thế ta. Bắn thế là sao? Gọi 2 sao thì 3 sao. Chiều hồi càng nhiều. Em được máy nhục. Chiều hồi được có 3 tia. 2 tia à. Nào luôn. Vẫn có 2 tiếng mấy. Gọi nào. Một cạp này. Một cạp này cứ đi vòng tròn. Con này cứ đứng sát, đứng khoảng đây. Sát
sao nó hồi lại. Xúc luôn nhiều nóng hai sao mới có tỷ lệ là 3 sao. Được mấy hòm là 9 hòm. Lên 2 cái đam. Lặng. Đã cỡ 3 giây. 1, 2, 3. Xin. Bắt vì bóng trận này khá thật. Đừng solo nó. Nãy mình đâu bắn ra chiếc mạng nhiều solo không thấy. Nhưng con boss có kháng bắn cái đầu nó liền, bắn cái đầu nó mà coi bắn cái thằng nó bao nhiêu nhưng cũng bằng đam hay sao. Ép này không có thể nào ra vườn. Vâng thôi. Bắn mấy con người đá này cũng lên sao. Quay mặt bác bắn khi nó nằm xuống quay mặt qua nó sẽ ngồi lên lại. Bắn hai thằng đứng nhau sẽ chặn nhau. Rồi bắn bốt con này, con tử thần.
gõ cho. Nếu không gọi khúc này dễ ra. Chưa có chiêu hồi cái CD. Không ra gì luôn. May được mấy hộp? 11 hộp. Châu nữa này. Châu này không khác gì con cờ rẹp hết. Hết 3 sao rồi. Được một con nghe. Gọi luôn đi. Nhanh như thế này mình nghĩ 3 sao, 2 sao. Đâu còn mãi là 2 tháng. Rồi có bút. Cứ ship đó thôi. Bắn xí xong không nhanh đi. Ồ, được 275 điểm mà. Rồi, chào tất cả các anh em nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn nhớ like, share, subscribe để đăng ký kênh để ủng hộ những clip của mình nhé. Mình có động lực làm những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn nhé.